Đình Tài Tử phiên bản 2014-2015. Kính thưa quý vị, với chương trình này thì chúng ta theo chủ đề băng nhạc và gia đình. Sẽ có 36 băng nhạc tham gia trong chương trình Gia Đình Tài Tử. Và 36 băng nhạc đó sẽ tiến đến vòng 12. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến đến top 4. Và nếu như đội nào lọt vào top 4, đội đó sẽ được hỗ trợ của các nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn chung. Và từ đó chúng ta sẽ tìm ra một đội chiến thắng 5. Và đội chiến thắng đó sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng. Thưa quý vị, 36 đội băng nhạc ở các nơi đến với nhau. Chúng ta chia làm nhiều bảng, mỗi bảng như vậy sẽ có 3 đội. 3 đội như là 3 đội bóng sẽ thi truyền với nhau. Mỗi đội, nếu như đội nào chiến thắng 2 lần, đội đó sẽ vô địch tháng. Đội vô địch tháng đó sẽ tiếp tục thi đấu với đội thi đội vô địch tháng tiếp theo. Và cứ như vậy, làm sao tìm ra đội vô địch? Đó rất khó quý vị. Không chỉ có ban giám khảo chuyên môn, mà đặc biệt lần này chúng ta có ban giám khảo khán giả gồm 50 người đến từ các trường nghệ thuật. Chúng ta cho một tràng pháo tay cho đó 50 vị giám khảo khán giả. Và giám khảo chuyên môn là những người cũng rất quen thuộc với Gia Đình Tài Tử. Xin giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Kính thưa quý vị, phải nói cuộc thi càng ngày càng nóng lên và chắc chắn rằng sẽ có một sự tranh tài quyết liệt giữa các đội. Tôi nghĩ rằng mỗi đội đến đây với một tinh thần là chính, một cách để chúng ta thể hiện cái đam mê âm nhạc chúng ta không chỉ cho những người nghệ sĩ trên sân khấu mà đối với gia đình của họ. Cái sự hỗ trợ từ phía hậu phương và cái sự động viên cũng như cổ vũ ở hậu phương mới chính là điều quan trọng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những đội tham dự ngày hôm nay. Xin mời quý vị hướng về màn hình làm quen với đội đầu tiên. Mình tên là Trung Thành, ban nhạc một ban nhạc rock nhẹ nhẹ của mình. Rock nhẹ nhẹ hả? Ủa rock dữ lắm chứ sao nhẹ nhẹ là sao anh? Thì tôi có hay chơi cái nhạc rock, những cái fan nhạc kim loại, còn nhạc là nhạc hard rock, nhạc rock classic. Anh có thể giải thích nhạc kim loại là sao? Nhạc kim loại là nhạc metal đó, nhạc có vẻ nặng cho những khán giả mà thích nghe nhạc nặng. À, tức là nặng là nó dữ dội lắm mà. Còn nhạc nhẹ là sao? Nhạc nhẹ là nhạc theo chiều hướng xưa, classic, cổ điển. Nhạc nặng là mình chơi tóc này. Còn nhạc nhẹ là mình... Không, nhạc nặng nhẹ tóc luôn là vấn đề. Em tưởng đâu mỗi loại nhạc có loại khác nhau. Thấy có những nhóm nhạc là đầu không có cộng tóc nào hết trơn á. Nhưng mà này là nặng nữa. Có nặng nữa hả? Đây là nhẹ đó hả? Rồi, vậy là em tham gia nhóm nhạc nặng được hơn á. Rồi, cảm ơn anh. À, bạn Oanh đúng không ạ? Người ta thường nói nữ là dịu dàng ha, tề gia nội trợ, nhưng mà bạn đến với rock thì nó dữ dội giống nhảnh, có khi đôi khi cần phải cạo đầu luôn nữa. Là lý do tại sao như vậy? Dạ vâng, cái gì nó cũng xuất phát từ niềm đam mê thôi anh. Thì đối với em thì dòng nhạc nào, thể loại nhạc nào cũng là niềm đam mê âm nhạc. Thì riêng em là niềm đam mê đối với rock. Nhưng mà em ban nhạc của em vẫn chơi theo dòng classic rock, nên vẫn không trong, tuy là rock máu lửa nhưng mà nó vẫn có gì đó thật là trữ tình lãng mạn ạ. Lúc đầu bước đến âm nhạc thì gia đình có cản trở gì không hay là hỗ trợ?
À, riêng em thì cũng may mắn là có mẹ luôn là người ủng hộ em. Vâng, đây là mẹ em. Rồi, xin chào cô ạ. À, thấy cô trên clip của hóa trang cho con gái mình biểu diễn ha. Mình ủng hộ cho con gái mình. Dạ. Chị có mấy cháu rồi? Dạ, hai cháu. Đâu cháu nào nữa đâu? Cháu. Xin hỏi chị là gì của... Tôi là bà xã của anh Tài chơi nhạc cụ K-pop của nhóm. Ha, anh Tài bước lên, sao anh để tóc giống chị hay sao anh phải mua đêm phải vậy? À, cũng có nhiều người nói như vậy lắm anh. Nói là nhà sao có hai người phụ nữ ạ? Nhưng mà chị ở nhà thường làm công việc gì? À, công việc của mình là may đồ. May đồ? Dạ. Ảnh đi khóc. Hình như nó khác xa quá chị hả? Sao không bắt ổng ở nhà may đồ luôn? Cũng có may rồi nhưng mà may đâu là hư đó à. Có khi nào chị thấy nghệ sĩ anh đi hoài, biểu diễn hoài, không ở nhà lo cho con cái rồi chị có cằn nhằn ảnh không? Cái đó là chắc có, chắc bà vợ nào thì cũng phải có cái đó thôi anh Việt. Cằn nhằn có khi nào chị kêu anh nghỉ luôn không? Dạ không, cái này thì không bao giờ, chưa bao giờ mà tôi nói là ông xã tôi là phải dạy nghệ về cái môn nhạc này hết á. Dạ, xin hỏi bên đây, anh chơi dụng cụ gì? Dạ, mình là Gia Hưng, chơi rum, trống. Chơi trống? Dạ. Trống khó không anh? Vừa dễ vừa khó. Thấy nó không có nốt gì chứ, cứ đụng đâu đánh lùng tùng đó. Có nốt. Có nốt hả? Có nốt. Thì trên dòng nhạc nó cũng có cái kích, cái chân thì có nốt của chân. Tay. Cái chân là nốt chân, cái tay là nốt tay. Nốt chân là gọi là bass kick, còn tay thì đủ tum 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 chát chèn chèn. À, tức là cái học mình học mình viết chữ là gì hả? Chum chum tèn tèn tèn. Hay sao? Không, viết nốt nhưng mà mình hiểu là mỗi nốt nó nằm ở vị trí nào của bộ trống. Mình giới thiệu một cái điệu đơn giản đi. À. Ví dụ disco đi. À. 1, 2, 3, 4, cái có kích 1, 2, 3, 4. Cái có snare ở 2 và 4. 1, 2, 3, 4. Còn hi hat thì mình rõ điều. Xe. À, rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi. Rồi. Chúng ta vừa chia sẻ cái niềm đam mê của những người nghệ sĩ trên sân khấu như những Hậu Phương. À, có lẽ là chúng ta hiểu hơn về người nghệ sĩ những cái băng nhạc thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ gia đình thứ hai. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Mấy giờ anh? Ăn cái gì vậy? Cứ bình thường đi, trễ 55 phút là như bình cũ thôi. Chưa tiền phải không? Trang tới, vô đi. Không, vô đi chơi, vô đi chơi. Vô cất, vô mệt lẻ. Chưa tiền quá, hôm qua đi nhậu quá. Nhậu. Em biết rồi. Đồng nhóm này thiếu một mình em là đâu có tầm được gì đâu. Mà thiếu hai cái gì đó, thiếu một người là không tầm được gì hết trơn. Mình là anh của Thông và cũng là đàn anh của trong nhóm. Những bốn người trong nhóm nhạc đó thì bốn màu sắc khác nhau. Có vẻ như Lưu Hưng và Thông thì cũng giống nhau, còn hai bạn kia thì khác nhau, nhưng mà hầu hết là mọi người một cái sắc màu riêng. Để mà tổng hợp với ban nhạc thì cuối cùng là có cách ban nhạc và đã biết rồi. Có thể chơi được từ Đông qua Tây, từ Á qua Âu và kết hợp với hiện đại và cổ điển. Ôi người sẽ tan biến như là giấc mơ. Em đừng có biết có cái viết đó nó mạnh, cái thích nó mạnh một chút nữa thì nó ok hơn. Lý do mà Tâm Cấm Band chọn cho mình một cái series nhạc ngày xưa và chính xác là những ca khúc trong là 1998 là muốn cho các bạn trẻ bây giờ nhớ và biết về những cái ca khúc nhạc trẻ của Việt Nam chúng ta hồi xưa đang như thế nào, chứ còn bây giờ nhiều khi cũng hỏi đó cũng không biết thì rất là uổng và rất là buồn về vấn đề đó, tại vì những cái khúc đó là những cái khúc có giá trị tính nghệ thuật rất là cao mà lại không biết thì quá uổng. Xin chào cả nhà. Chào Nguyễn Linh ạ. Hôm nay thì chúng ta đến với cuộc chơi này nó rất là mới, bạn cảm nhận như thế nào? Dạ thì Tấm Cấm Band cũng xuất hiện cũng nhiều chương trình và cũng diễn cũng những tụ điểm khác nhau,
Nhưng thật sự thì những chương trình nó có một cái sự căng thẳng khác nhau. Và cái tâm lý, cảm xúc của nhóm diễn lúc đó nữa. À, chào bác ạ. À, bác có mấy cháu? Dạ được hai cháu chú. Hai cháu, cháu Hương này là mấy? Dạ cháu thứ hai. Thứ hai. Dạ. Khi mà cháu chọn cái nghề làm ca sĩ, nhạc sĩ rồi, bác có thích không? Khi mà cháu nó về nó báo là hôm nay có chương trình đó vậy đó, mới mở tivi xem, thấy hết hồn. Ủa sao hết hồn quá? Tại vì ở nhà không có ai mà đam mê về nghệ thuật hết. Cũng không biết con mình làm nghệ thuật luôn. Không, biết đó, thì à, là biết, biết có sáng tác. À. Chứ còn khi mà nó chơi cái nhóm này á, thì nghe nó báo lại thì chừng 2 tháng thôi. Rồi bác ở nhà làm công việc gì ạ? Chỉ nội trợ thôi. Bác nội trợ thôi. Dạ. Bác có biết hát hò gì không? Không có biết. Không biết luôn. Từ xưa giờ. Thì ở nhà là thấy cháu hát trên tivi thì mình cũng nhép nhép vậy thôi chứ không nhép nhép sao bác nhép con nghe thử thôi. Thì khi mà bài hát trỗi lên. Bài nào đâu bác thuộc nhép nhép, bài nào bác nhép thử con nghe thử thôi. Thôi giờ hát Câu Vọng Cổ. Rất là sao? Được luôn. Từ buổi quen nhau em tường kể cho anh nghe, chiên màu xanh trên dòng sông Vàm Cỏ, kỷ niệm quê hương ấy tình em đó, rồi năm tháng xa nhau như còn sống nhỏ trong lòng. Được quá luôn. Được. Tao gọi rung chắc là tại rung quá trời lạnh. Rung quá đúng không? Quá trời rung rồi đó, giờ chưa bao giờ biểu diễn đâu. Con thì nó nhảy nhót làm tùm lum trên sân khấu chứ, mà mẹ hát chút xíu rung. Con phải về tập rồi cho mẹ ha. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều. À, chào chú ạ. À. Đây chú nay giờ đứng cũng rung nè. Bà của Hải đúng không? Chú đang làm nghề gì ở nhà vậy? Làm hãng bà Son anh. Bà Son đóng tàu á hả? Dạ. Bà dạ. Son sáng Son, trưa Son, chiều Son. Bà nội trợ hả? Chú có đam mê âm nhạc như Hải không? Nói chung là rất đam mê. Nhưng mà có một thời gian tôi đã đam mê từ năm lớp 18. Cái gì lớp và... 18? À, xin lỗi, 18 tuổi. Và tôi cũng có chơi nhạc cụ và guitar. Và tới thời gian năm số năm sau cái tay nó hư, do đó là không có chơi được nữa. Rồi, như vậy chúng ta đã giao lưu với hai gia đình. Luật chơi như sau. Hai đội sẽ biểu diễn. Và sau khi biểu diễn, ban giám khảo, khán giả, 50 khán giả đến từ các trường nghệ thuật, đó là những sinh viên đến từ nghệ thuật, họ sẽ cho điểm, thang điểm như sau. Cục xanh hiện lên, mỗi người sẽ thể hiện là 2 điểm. Nếu như chúng ta thích, chúng ta bấm nút xanh là có 2 điểm. Nếu ta không thích, bấm nút đỏ là không có số điểm. Bây giờ, cuộc thi sẽ bắt đầu. Xin mời đại diện hai đội, chúng ta sẽ bốc thăm xem đội nào thi trước và đội nào thi sau. Đội bạn Kim Anh sẽ là đội thi đầu tiên, có nghĩa là đội bạn là đội thi số 2. Chúc hai đội thành công. Xin mời. Tất cả đã sẵn sàng. Và bây giờ sẽ là mở đầu của nhóm Trung Thành. Bắt đầu. We'll be right back.
cây mà vẫn cứ yêu thương cuộc đời. Rồi một ngày không có em, một ngày không còn sánh bước bên nhau. Tàn mong một tay nối vẫn theo gió, và tay em không cho một tình yêu, sao cho một cuộc đời. Dẫu cho dòng đời sẽ trôi về đâu, dẫu cho dòng đời sẽ trôi về đâu. Chúng ta sẽ đến với cái số điểm đầu tiên từ ban giám khảo khán giả. Chúng ta có 5 giây bắt đầu để xem số điểm từ ban giám khảo khán giả. Họ là 50 sinh viên đến từ các trường nghệ thuật là bao nhiêu? Cột xanh tăng lên rất nhanh, cột đỏ cũng tăng lên gần rất nhanh. Hết thời gian. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn lên hai cột. Cột đỏ 46% không thích, có nghĩa là họ không chấm điểm. Cột xanh 54% rất thích, có nghĩa là các bạn có 54 điểm. Và như vậy là chúng ta có số điểm từ ban giám khảo khán giả. Tại sao lại có 46% lại không thích? Tại sao bạn lại bấm nút đỏ? Thưa là ban nhạc rất là hay nhưng mà hát thì không được tốt lắm. Đó là cảm nhận của bạn. Có thể họ không hiểu, có thể chính vì đó họ không thích, có thể là ồn quá, có thể là một vài người nào đó mà họ không thích chẳng hạn. Đó là ý kiến khán giả. Còn bây giờ có lẽ rằng chúng ta sẽ nghe ý kiến về chuyên môn. Xin mời phần nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Các bạn đã làm cho tôi rất là nóng cả người. Có một điều gì đó ở đây chúng ta có không khí. Bởi vì tôi nghĩ là nếu như chúng ta hòa quyện với nhau một chút nữa, nhất là bạn hát, thì quả là cảm nhận của em rất là đúng, em một em khán giả. Bởi vì thế Hoa cảm thấy hững nhất là gần đoạn cuối. Giá như tất cả ban nhạc của chúng ta đều hát một vài tiếng cùng làm bè cho cô bé hát, thì chắc chắn rằng nó sẽ có không khí hơn. Và đôi khi cái lực của em ấy, khi em hát, cái lực của em nó không phải là gào. Rồi một ngày không có em. Đấy, ví dụ như em gắt luôn. Hoặc là rồi một ngày không có em. Người ta vẫn thấy lực. Cái nội lực của người hát không phải ở to hoặc ở bé, mà nó ở tâm hồn. Em hãy nói vào, không nghe được em hát cái gì để mà khát vọng. Là ở đây Thanh Hoa cho điểm là cho điểm cái máu, cái lửa của ban nhạc. Chứ còn với em thì quả là ủa rất là đuối. Riêng tôi á, thì tôi vẫn thích ca sĩ nữ. Tại vì riêng một cái cô nữ mà gồng gánh nguyên ban nhạc đó là một cái sự khó. Nhưng mà có thể là anh Thành phối thêm là một số cái bè nữa để cho gọi là nguyên một band chúng ta hát chứ không phải là riêng. Về phần cái bài hát á, ban nhạc sáng tác, tự sáng tác, đó là một cái điểm nhấn mà Việt nghĩ rằng ít có ban nhạc sáng tác, toàn là đa số là cover lại những cái nhạc nước ngoài là nhiều. Anh Thành hình như là hòa âm chính hả? Hay là ai hòa âm bài này ạ? Rất là cảm ơn anh đã cho khán giả thấy và tất cả mọi người thấy là anh hòa âm rất là có ý đồ. Có nghĩa là có những đoạn là trống riêng và guitar riêng và orc cũng thể hiện riêng của mình và guitar bass cũng thể hiện riêng của mình. Đó là một cái nhất quán của một cái tính chất hòa âm của một cái ban nhạc rock giống như anh. Và xin chúc mừng anh vì nghĩ rằng anh ban nhạc của anh là một ban nhạc rất là mạnh trong chương trình hôm nay. Và bây giờ sẽ là số điểm dành cho đội Trung Thành. Tổng số điểm sẽ là 214 điểm. Chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi phần trình diễn của Tâm Cam Band. Thank you.
sông cũ vẫn trông cô đơn anh ngồi nơi đây, và em đã bước đi không còn quay về, mình anh vẫn giá bao bao đang đi về nơi. Một ngày nào đó nếu anh xin sẽ không còn lại người chìm trong đêm giá bóng giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Xa anh thấy cô em, xa anh dù còn tim ta như đã lạnh buông xa. Sẽ thấy ngay số điểm từ ban giám khảo khán giả. Bắt đầu. Cột đỏ, cột xanh. Hết thời gian. 92% có nghĩa là 92 điểm dành cho Tấm Cam Ben. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ sẽ là ý kiến nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Vâng, xin cảm ơn các bạn ban nhạc Tấm Cam Ben. Tôi rất thích và rất thích cái cách hát của các em ở Tấm Cam Ben, bởi vì đem tới một điều lạ. Chỉ một em thôi, cả một dàn trống và lại còn đọc rap. Và em rất chắc. Cái đó là một cái mới. Đôi khi tôi có cảm nhận rằng là các bạn chỉ có một guitar mà các bạn làm rất là sôi động. Và hơn nữa, cách thể hiện từ bài này sang bài khác, cách nối bài của các bạn, làm cái nối dàn dựng của các bạn ấy, làm cho tôi thấy lạ và thích. Mặc dù là cái mới, cái lạ, nhưng các em vẫn giữ được cái tinh thần của bài hát là rõ lời. Và các em làm cho người nghe cuốn hút, bởi mà lẽ các em làm được cái truyền tải được cái nội dung và cái tinh thần của bài hát. Xin chúc mừng các em. Chị nghĩ rằng cái đó là một cái thể nghiệm mới, tại vì các bạn cũng không có ngại về ca cổ cũng như là dân ca, nhạc rap, rồi rock rồi nữa. Các bạn rất là đa tài. Nhưng mà có lẽ rằng hôm nay các bạn dường như là việc cảm nhận rằng các bạn biểu diễn hơi sa sút so với những cái chương trình khác. Cái tông thì nó không cao đúng không? Nhưng mà có lẽ rằng cái vocal các bạn hát hôm nay hơi bị đuối. Và nó bị lo ra. Nhưng mà phải nói rằng cái beatbox của bạn, ban nhạc của bạn và cái guitar rất là hòa hợp. Nó trở thành một cái dàn nhạc hẳn. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ nghe các bạn ấy thể hiện một cái thể loại khác hơn nữa trong những ngày sắp tới, những tuần sắp tới. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Và bây giờ sẽ là số điểm. Xin mời. Nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa 90 điểm và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt là 80 điểm. Tổng cộng số điểm của Tấm Cam Ben là 262 điểm.
Chúc mừng các bạn. Như vậy là đội tạm chiến thắng ngày hôm nay, tôi nói rằng tạm tức là số điểm của bạn cao hơn một chút xíu, nhưng mà chưa phải là đội chiến thắng. Chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu với đội chiến thắng ở tuần sau nữa. Đội này như tôi đã nói rồi, chúng ta cũng chưa có vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và lần sau biết đâu hai đội chúng ta lại gặp nhau nữa thì sao. Số điểm của hai đội như quý vị cũng đã biết rồi, số điểm của đội Trung Thành là 214 và đội Tấm Cám Ben là 262. Chúc mừng hai đội. Chúng ta sẽ gặp lại hai đội trong những chương trình tới nữa. Còn bây giờ sẽ là phần trao chứng nhận. Xin mời ban giám khảo chuyên môn. Quý vị vừa theo dõi chương trình Gia đình Tài tử phiên bản năm 2014-2015. Còn bây giờ thì chương trình xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tuần sau. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCV thực hiện. Xin chào.